Ok, xin chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của âm thanh Đức Trung nhé. Đấy, chào mừng các bạn video tiếp theo của em. Đấy, giờ em lại tương tác lại cái kênh Đức Trung Audio. Đấy, thì các bạn đang xem thì tặng em một like, một đăng ký kênh nhé. Đấy, bạn nào tín đồ của hàng siêu rẻ, siêu chất lượng thì vào với âm thanh Đức Trung. Đấy, hôm nay tiếp tục em để chiên các bác thì em tiếp tục dọn kho. Đây, được đã dọn rồi nha, chưa kịp test luôn. Test thì là sáng nay em cho nhân viên nó test sống hết rồi. Đây, xếp ở đây đây. Đây chỉ là nên cho anh em bán anh em rồi, đã dọn sạch đẹp rồi, test ok hết rồi nhé. Đây, đấy, trục bộ của dòng su, đấy, dòng su anh em nhé, đồng bộ như nhau hết nhưng mà tên nó khác này, cái này KCK này, đấy, nó thật ra là dòng su thì anh em biết dòng su bãi thì nó chuyên về sóng rồi, dòng su mới không nói gì, đây là dòng su bãi xịn anh em nhé, dòng này chuyên về sóng và chất âm, đã dọn sạch đẹp cho anh em, đấy, rất là đẹp, mà hôm nay thanh lý cho anh em rất rẻ thôi nhé, em nhìn đéo, thanh lý cho anh em 450.000 một bộ nha. 450.000 một bộ zin hết, hoạt động bình thường, đầy đủ phụ kiện nhé. 450.000 đây, tai mic đây. Đấy, tai mic đây. Sóng cực xa. Sóng hơn 200m anh em nhá, sóng hơn 200m. Chất âm cực hay luôn này, đủ hết phụ kiện, dây nguồn đây. Dây nguồn nhiếc ở dưới đây. Đấy, dây nguồn dây 6 ly đây. 6 ly đây dưới đây. Yên teng các thứ đây, đấy. 60.000 bộ đã dọn sạch đẹp hết anh em nhá. Đấy. Anh em chốt liên hệ số điện thoại ở dưới. Đây em quay nhanh thôi. Bán cho anh em nhanh, alo trực tiếp nhá. Số điện thoại em đây, ở góc này anh em này. 0911443666. Đã dọn sạch đẹp 450.000 một bộ. Đấy, thành như rẻ anh em. 450.000 đồng một bộ, bao gồm là hai tai mic và nguồn anten chống năng. Đấy, đầu thu. Đấy. Bộ nào bộ đấy là đánh hết số này. Ok. Anh em chốt liên hệ số điện thoại ở dưới nhá. Ok, chào anh em.